Chơi thể thao thì có cần sử dụng ghế massage? Xin chào các bạn, tôi là Chu Công Huy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái lý do là chơi thể thao chúng ta có cần phải sử dụng ghế massage để chăm sóc sức khỏe hay không. Bởi vì hiện nay đang có rất nhiều người đang có suy nghĩ là tôi chơi cầu lông rồi, tôi đá bóng rồi, tôi chơi tennis rồi, tôi đánh golf rồi, hay là tôi chơi bất kỳ môn thể thao nào rồi, cho nên tôi không cần phải sử dụng ghế massage nữa bởi vì tôi đang rất là khỏe, đúng không ạ? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn là lý do vì sao mà chúng ta cần phải sử dụng ghế massage dù là bạn có chơi thể thao hay không, đúng không? Thứ nhất, đó là khi mà chúng ta chơi thể thao xong thì cơ thể của chúng ta sẽ cần phải được phục hồi, bởi vì chơi thể thao nó giống như khi chúng ta lao động ấy ạ. Các cơ, các nhóm cơ, các bó cơ của chúng ta nó cần phải được thả lỏng, cần phải được làm mềm, cần phải được thư giãn sau quá trình vận động liên tục, đúng không ạ? Sau quá trình vận động liên tục, đặc biệt là với các môn thể thao đối kháng như là đánh tennis, như là đá bóng hay là bóng chuyền, đá cầu, những cái môn thể thao mang chất đối kháng thì cường độ tập luyện rất là cao, cường độ vận động rất là cao, cho nên cơ thể của chúng ta sẽ có trạng thái là bị căng cơ. Nếu như chúng ta thi đấu lâu hoặc chúng ta chơi một trận dài thì căng cơ là cái điều hiển nhiên, cho nên là khi mà chơi thể thao xong chúng ta sử dụng ghế massage như vậy nó rất là tốt, nó giúp cho cơ của chúng ta được dẻo dai hơn, cơ của chúng ta được bền bỉ hơn và cơ của chúng ta nó săn chắc hơn các bạn nhá. Thứ hai là về xương khớp, thì khi mà chơi thể thao xong thì nó giống như là cái xích xe đạp, khi mà chúng ta đạp một quãng đường dài ấy ạ, nó giống như là các cái khớp di chuyển ở trong các cái cỗ máy ấy. Thì khi mà vận động liên tục như vậy, các cái đầu khớp chúng ta rất dễ bị khô và bị viêm đầu khớp. Thì khi mà chúng ta sử dụng các cái liệu pháp massage, ví dụ như là massage chân, ngâm chân thảo dược hay là bấm huyệt chẳng hạn, thì nó giúp cho các cái tuyến nhờn ở trong các cái ổ khớp như vậy nó được tiết ra nhiều dịch nhầy hơn, nó giúp bôi trơn các cái đầu xương đầu khớp cho mình, thì nó giúp cho cái xương khớp của chúng ta chắc chắn nó sẽ khỏe mạnh hơn và dẻo dai hơn. Đó, thì đó là cái lý do vì sao các bạn có thể thấy nhá, đó là các vận động viên, nhất là các vận động viên đá bóng xong ạ, họ luôn luôn có các bác sĩ xoa các cái nhóm cơ bắp tay này, cơ bắp chân này, bắp tay bắp chân xoa, đúng không ạ? Cứ làm động tác như này để làm gì? Để cho các cơ đó được làm mềm ra, nó được tăng cái độ đàn hồi và tránh tình trạng bị căng cứng đó. Và thứ hai nữa, đó là khi mà họ chơi thể thao xong thì họ luôn luôn phải có một cái chế độ luyện tập sau đó, tức là hồi phục ấy, sau đó một cách phù hợp để tránh tình trạng là cơ thể của chúng ta bị quá tải. Thì cơ thể của chúng ta nó giống một cỗ máy ấy. Nếu như chúng ta biết cách chăm sóc thì rất là bền bỉ, rất là ổn định và rất là tuyệt vời. Còn nếu chúng ta dùng như phá thì không một cơ thể nào có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của chúng ta. Cho nên hãy thay đổi cái suy nghĩ sai lầm đi ạ. Đó là chơi thể thao, tức là tôi tham gia một môn thể thao rồi, tôi chơi môn thể thao, tôi không cần phải sử dụng ghế massage, hay tôi không cần phải massage nữa, đúng không ạ? Thì thay đổi cái suy nghĩ đó, bởi vì là càng chơi thể thao xong, đặc biệt là các môn thể thao đối kháng, chúng ta cần càng phải massage cho cơ thể của chúng ta được trở về cái trạng thái thư giãn nhất, trở về cái trạng thái tuyệt vời nhất và trở về một cái trạng thái khỏe mạnh nhất các bạn nhá. Ok, tôi là Chu Công Huy. Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc về các vấn đề về sức khỏe, về xương khớp thì hãy inbox cho mình, hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời từng bình luận một bằng các video các bạn nhá. Ok, xin chào bạn, bye bye.